Thủ tướng Anh Rishi Sunak được cho là đang lên kế hoạch đổ hàng trăm triệu đô la vào công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Ứng dụng truyền thông xã hội phi tập trung Frentech đang khuấy động không gian DeFi. Nền tảng đầu tư tiền điện tử hàng đầu Việt Nam, Onus, chính thức được cấp phép hoạt động tại Ba Lan. Dự án hệ Pi, Pi-Bridge, tiếp tục khởi động nhiều sự kiện tri ân người dùng nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Thủ tướng Anh Rishi Sunak được cho là đang lên kế hoạch chi 100 triệu bảng Anh, tương đương 130 triệu USD để mua hàng nghìn con chip máy tính, cung cấp năng lượng cho trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh toàn cầu đang thiếu hụt và chạy đua về sức mạnh tính toán. Được biết, gần đây, Vương quốc Anh đã đặt mục tiêu xây dựng tài nguyên nghiên cứu AI vào giữa năm 2024 như một phần trong kế hoạch của Tổng thống Sunak nhằm biến quốc gia này thành một trung tâm công nghệ AI. Chính phủ được cho là đang tìm nguồn cung ứng chip từ các nhà sản xuất Nvidia, Intel và AMD với việc cơ quan khoa học nghiên cứu và đổi mới nước này đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình đặt mua 5.000 đơn vị xử lý đồ họa GPU từ Nvidia. Mặc dù phân bổ 130 triệu đô la cho dự án này, song số tiền được cho là không đủ để đáp ứng tham vọng biến Anh quốc thành trung tâm AI của Tổng thống Sunak. Các quan chức của chính phủ hiện đang gây áp lực xin tài trợ trong hội nghị thượng đỉnh về an toàn AI diễn ra vào tháng 11 tới. Frentech, một ứng dụng truyền thông xã hội phi tập trung, DeSo mới ra mắt đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng DeFi nói chung. Theo đó, kể từ khi ra mắt phiên bản beta vào ngày 11 tháng 8, ứng dụng này đã chứng kiến sự gia tăng mức độ phổ biến, thu hút hơn 64.000 người dùng mới và thu về hơn 24.000 ETH trong khối lượng giao dịch. Mặc dù được nhận định là một dự án mang tính bước ngoặt đối với mạng xã hội phi tập trung, song ứng dụng này cũng vấp phải nhiều tranh cãi trái chiều trong cộng đồng, xoay quanh tính bền vững và rủi ro tiềm ẩn từ dự án. Được xây dựng trên mạng Layer 2 của Coinbase, Frentech giới thiệu một khái niệm độc đáo cho thế giới truyền thông xã hội. Nền tảng này cho phép người dùng mua cổ phần của bạn bè và những người có ảnh hưởng của họ. Điều này cấp cho họ quyền truy cập độc quyền vào các cuộc trò chuyện riêng tư với những người dùng đó. Bất chấp nhiều lo ngại, Frentech đã đưa ra những con số tài chính ấn tượng. Dữ liệu từ DeFi Llama tiết lộ rằng ứng dụng đã tạo ra 1,42 triệu đô la phí trong 24 giờ qua, tích lũy được 4,2 triệu đô la kể từ khi ra mắt công chúng. Tổng doanh thu của dự án là 1,88 triệu đô la, được hỗ trợ bởi 724.000 giao dịch đến từ hơn 64.500 nhà giao dịch duy nhất. Trung Quốc được cho là đang tìm cách triển khai một hệ thống tương tự như hệ thống tín dụng xã hội trên không gian Metaverse. Theo một báo cáo gần đây, công ty viễn thông nhà nước China Mobile đã đề xuất về một ID kỹ thuật số cho tất cả người dùng trong thế giới ảo trực tuyến và Metaverse. Theo các đề xuất, ý tưởng mới được triển khai nhằm đảm bảo trật tự và an toàn trên không gian ảo. ID kỹ thuật số sẽ chứa một loạt thông tin cá nhân và các dấu hiệu nhận dạng như công việc của một người. Dữ liệu này sẽ được lưu trữ và chia sẻ vĩnh viễn với chính quyền địa phương. Đề xuất này cũng phản ánh hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc, một cơ sở hạ tầng đang phát triển, được thiết kế để cải thiện hành vi chấm điểm và xếp hạng công dân theo nhiều số liệu khác nhau. Đây cũng từng được xem là một công cụ cho các nhà thực thi pháp luật. Đề xuất sẽ được bỏ phiếu trong cuộc họp vào tháng 10 tới. Nếu được thông qua, chúng có thể ảnh hưởng lớn đến các công ty công nghệ và viễn thông, vì nhóm China Mobile đang hướng tới việc phát triển các tiêu chuẩn mới cho các dịch vụ Metaverse. Sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được cấp phép của Hồng Kông, Husky, đang hoàn thành những bước cuối cùng để chính thức bắt đầu hoạt động vào ngày 28 tháng 8 tới, đánh dấu một cột mốc quan trọng của lĩnh vực tiền số tại khu vực này. Màn debut này làm nổi bật những tiến bộ về quy định trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng tại Hồng Kông. Theo sau việc Husky nâng cấp giấy phép loại 1 và loại 7 để mở rộng dịch vụ của mình từ người dùng chuyên nghiệp sang người dùng bán lẻ. Được biết, Husky đang hợp tác với các ngân hàng hàng đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ rút tiền và huy động tiền tệ fiat cho người dùng. Ngoài ra, một chương trình bảo hiểm cũng đang được thực hiện nhằm tăng cường bảo vệ quỹ cho các nhà đầu tư bán lẻ, tiếp tục thể hiện cam kết của Husky đối với việc tuân thủ, an toàn và bảo mật. Là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô toàn cầu, Onus, nền tảng đầu tư tiền điện tử đến từ Việt Nam với hơn 3 triệu người dùng đã chính thức nhận được giấy phép hoạt động tại Cộng hòa Nhân dân Ba Lan. Giấy phép mới cho phép Onus trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Ba Lan có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2023. Với sự chấp thuận này,
Honors hiện có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử như quy đổi tiền điện tử sang fiat, dịch vụ ví điện tử và các giao dịch tiền điện tử khác cho các khách hàng tại Ba Lan dưới sự giám sát của cơ quan giám sát tài chính PFSA. Được biết, Ba Lan là một khu vực tài phán nơi các hoạt động kinh doanh tiền điện tử gồm khai thác, bán và mua tài sản tiền điện tử được quy định và kiểm soát bởi chính quyền quốc gia. Châu Âu được xem là một thị trường mà Honors đang nhắm tới. Ngoài Ba Lan, vào tháng 6, Honors đã nhận được giấy phép hoạt động từ Lithuania. Sau một năm thành lập và phát triển, P-Bridge, nền tảng P2P hàng đầu không gian P-Network, đã dần khẳng định được uy tín, chất lượng qua từng sản phẩm, mang đến cho cộng đồng Pioneer một nơi trao đổi P an toàn. Nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng cũng như tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập, P-Bridge đang triển khai nhiều hoạt động trong tháng 8 này từ online đến offline. Theo thông báo từ P-Bridge, họ sẽ tổ chức một buổi offline tại văn phòng chính thức của mình tại Cần Thơ vào ngày 27 tháng 8 tới. Trong khuôn khổ sự kiện, đội ngũ phát triển dự án và đông đảo người dùng sẽ cùng nhìn lại quá trình phát triển và những thành tựu mà P-Bridge đã đạt được trong một năm qua, cũng như đặt mục tiêu và đưa ra những định hướng phát triển trong thời gian tới, cùng những chương trình tri ân hấp dẫn ngay tại sự kiện. Đối với những người dùng không thể tham gia buổi offline, P-Bridge cũng đã khởi động chương trình trải nghiệm P-Bridge nhận thưởng token PIB với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 PIB. Để tham gia sự kiện trên, người dùng có thể đăng ký theo form ngay bên dưới video. Mặc dù được thành lập không lâu, song P-Bridge đang ngày càng mở rộng với cơ sở người dùng trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cột mốc mới hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng nhằm nâng cao trải nghiệm của cộng đồng Pioneer toàn cầu. Nối gót OKX, BitGet trở thành sàn giao dịch tiền điện tử mới nhất, nâng cấp các yêu cầu xác minh danh tính người dùng hay còn gọi là KYC. Theo đó, chính sách KYC mới sẽ được bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 nhằm phù hợp hơn với các yêu cầu quy định toàn cầu. Trong một thông báo gần đây, BitGet cho biết, từ ngày 1 tháng 9, tất cả người dùng mới đăng ký phải hoàn thành các yêu cầu KYC cơ bản mới được phép gửi và giao dịch tài sản kỹ thuật số. Người dùng phải gửi tài liệu do chính phủ cấp và nhận dạng khuôn mặt. Bên cạnh đó, những người dùng đăng ký trước ngày 1 tháng 9 phải hoàn tất quy trình trước ngày 1 tháng 10. Với những người không hoàn thành quy trình trước thời hạn đã đặt sẽ chỉ có thể rút tiền, hủy đơn đặt hàng, đổi đăng ký và đóng các vị trí, trong khi các thao tác tạo các lệnh giao dịch mới sẽ bị hạn chế. Theo BitGet, việc siết chặt KYC người dùng nhằm mục đích đánh giá và giảm thiểu rủi ro cho cả hai bên liên quan, đồng thời quá trình này sẽ giúp tạo ra một môi trường giao dịch an toàn. Gần đây, OKX cũng kêu gọi người dùng nhanh chóng hoàn thành KYC để có thể sử dụng đầy đủ dịch vụ từ nền tảng. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã quay đầu điều chỉnh. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 1,09 nghìn tỷ đô la, giảm 0,7% trong 24 giờ qua. Bitcoin điều chỉnh về 25.947 đô la, giảm 0,7% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 1.669 đô la, mất 0,1% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 209 đô la. CryptoLickVen xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.